Đây, một cặp cá lóc. Ở bên hàng của mình. Hai con nó là kho được ngu gì đó. Mà thôi để cho nó lội lội nó bơi cho vui. Tới ba bốn con luôn nha cả nhà. Chứ không phải hai con nè, Nguyên thấy tới ba con nè. Kìa kìa, thằng này con này. Lên. Đây, để Nguyên quay máy lại. Cái thằng này có miếng thiết đó cả nhà. Miếng thiết dơ ra nè. Mấy con cá đó. Nó lộn bên kia, nó bay bên kia. Là ba con. Mình thấy không, đã lên ba con rồi đó. Đây, bên đây hai con nè. Cá lội đó, đẹp chưa? Một cặp cá lóc luôn. Con này lội bên đây. Còn em này đi tới đây rồi. Em này đi tới đó rồi. Con kia quậy lên sừng dữ rồi. Nấm rau này là nấm rau kèo nèo nha cả nhà. Mẹ có Nguyên trồng á. Tốt quá trời luôn. Ai mà biết ăn kèo nèo là nhìn thấy thèm luôn á. Còn không biết ăn á thì mình ăn thấy nó đắng đắng. Cái mùi vị nó đắng đắng. Còn người biết ăn á thì mình ăn thấy nó có cái hậu ngọt ngọt, nó đắng nhưng mà nó ngọt ngọt. Nguyên cũng biết ăn kèo nèo nữa. Nguyên dễ ăn lắm. Với lại Nguyên mê rau. Dán rau một hai ngày là thèm rồi. Bên đây có kèo nè nè. Mẹ Nguyên trồng hai nơi nè. Hai chỗ. Lúc trước mẹ Nguyên trồng lá dứa ở đây nè. Chỗ kèo nè đây nè. Ngày trước mẹ Nguyên trồng lá dứa. Ô, nó mọc tùm hết trơn, tốt ghê lắm. Cái mẹ phá bỏ. Thì phá bỏ mấy trồng kèo nèo. Mà lá dứa ở phía sau Vi cũng còn nha, chứ không phải phá hết. Ở sau có lá dứa nữa, phía sau. Mình để dành có nấu gì mình có lá dứa xài.